cà phê sáng ngày đầu tiên đúng không, ở một nơi xa. Đem theo đợt này đi là đem theo chuyên gia pha chế theo luôn, kinh điển là chỗ đó, đem theo cả chuyên gia pha chế cà phê từ Sài Gòn về. Cà phê này là gọi là cà phê gì đây chuyên gia? Cà phê này pha bằng ấm mocha pot, nó ra cái loại cà phê gọi là espresso. Espresso nén đúng không? Nén trong cái trong này. Cái này thì nước ở dưới đây nó sẽ bốc hơi lên, nó thẩm thấu qua cái cái cà phê đó, nó tích tụ trên này. Cái này bàn này nó có một cái van điều áp ở đây. Mình có thể tùy chỉnh được cái áp suất ra. Đó, để tạo ra cái lớp rê ma nó dày hơn mấy cái bàn này. Đó. Sao anh Phúc? Thấy sống à. Rồi vô. Thấy uống cà phê ở cổng qua giấy được không? Đây, ăn sáng ở thị trấn Cam Đức. Cam Đức là Cam Đức Thao. Kìa nó sung sướng quá, qua giờ đại nó nhiều quá. Ăn được không em? Ăn không ra cái gì hết. Ngon. Có được không? Ngon. Ngon. Việc anh ăn không ra gì hết. Tiệm phở Tuấn, phở Bắc. Đó, ngay thì trấn Cam Đức luôn, ngay đường vô nhà thờ Quậy Yên. Sao anh Hiền, ăn được không? Dạ ngon anh. Bò rất là mềm. Ổn không? Dạ ổn. Ổn không? Dạ. Quán nó gần nhà thôi chứ giờ mình đi đâu. Dạ lạc sĩ. Được không? Phở được không? Quá ngon. Anh ăn với đầy đủ chứ, để lát anh kêu anh đi bộ về là hết phở nha. Bạn nạp, bạn nạp. Bạn nạp. À, cho thêm tái luôn. Bạn nạp tái. Dữ nè. Đúng rồi. Ôm hiền lắm cho ngủ. Ôm hiền quậy quá. Anh với hai này to chứ 100kg mà ăn này. Nhà anh Tứ. Chà, đang qua trực tiếp mà. Ông chủ tiệm phở Tuấn này trắm cam đấm muốn sáng đang phòng ngon kia đi trước rồi hả? Dạ chưa, bạn Hiền ở trong xe đạp từ từ chị ấy á. Chiến hữu thì, đẹp quá trời luôn, bộ đồ Tour Attack đẹp quá. Chị bán tải á, đi đâu rồi đây? Đoàn quân GS trai âm ngay trước cổng hoa giấy đó. Trời âm Benelli lạc lời, Vitram Tiger GS, có một em S1000R bò sữa của cu Đạt. Rồi, quen nhóm tại cổng hoa giấy Cam Lâm. Rồi, đón đoàn đi. Dữ luôn. Đó cũng được, đón đó. Đang được chơi. Đại hội mô tô đông quá. Tổng cộng bao nhiêu chiếc? 26 chiếc. Hai nhóm hả? Hai nhóm. Ơi, anh Khang. Trưởng đoàn. Trưởng đoàn, đoàn này tên gì ta? Không có tên anh. Đoàn nâu tam, nâu nem. Kawasaki Z, đoàn này là Z team hả? Z team. Thiếu anh Vũ đúng không? Z team mà thiếu anh Vũ. Đông quá, nay lên Trường Sơn Đông chỗ đâu ngủ ta? Chỗ đâu ngủ Trường Sơn Đông? Lên đông quá chỗ đâu ngủ? Vui anh Đăng? Vui. Đông vui đúng không? Đông là vui à. Đó. Cổng qua giấy. Rồi, chuẩn bị.
hậu cần đi sau, hậu cần đi sau. Rồi anh Hùng, đồ đẹp quá anh Hùng ơi, lực sĩ. Rồi hậu cần tốt, đúng chưa? Đúng rồi. Rồi coi kiểm tra đồ, dư đồ nhiều lắm ở trong nhà. Có đồ của nó đó chứ sao. Rồi. Em với team đi từ từ đâu ở đó trước, rồi, okay, theo cái lộ trình gửi cho mấy anh á. Rồi rồi chạy chơi. Ok vậy tập sân bay trong sân bay luôn nha. Vô sân bay luôn. Vô đó đợi uống nước bia luôn. Ok ok. Rồi. Rồi. Rồi em chạy trước nha. Chạy trước sau liền. Mặt trắng quá. Rồi tìm ra đứng sẵn hàng nè. Rồi chạy. Rồi chạy đây Lim ơi. Đèn đỏ hả? Rồi chạy đi. Sao sao sao? Đấy. Trần Hiếu, Trần Hiếu. Hiếu đội nón. Rồi ca lên chốt nha. Anh không, em cứ chạy đi, em chạy đi, anh là chạy xong em á. Nhưng mà lâu lâu á là lâu lâu là anh chạy qua mặt em để anh quay phim thôi nha. Rồi. Chờ Hiếu nha. Hiếu đang đội nón. Thôi sẵn đổ full đi, đổ full xăng đi. Đổ xăng nha Cà Liêm ơi. Rồi, Hiếu lên chưa? Rồi, đổ xăng này bên tay phải nè. Anh em đang trên quốc lộ 1 các bạn. Hôm nay anh em chạy từ Cam Lâm lên Azunba thông qua đèo Phượng Hoàng và Trường Sơn Đông. Rồi Ca Lim T120 xong rồi tới anh Lực Sĩ 1250 đeo một cái túi uống nước hai thùng full đó. Lực Sĩ là thật sĩ lên sóng mà chơi hai thùng một túi nón Turatec, ba lô đựng nước Evoque, nguyên bộ đồ Revit đó, giới thiệu chi tiết luôn. BMW 1250 GSA đó, cân nặng thể lực 100 kg, giới thiệu cho đầy đủ. Bo Akramovic. Rồi các bạn nào mà nặng trên 80 kg, cao trên 1m8 là chọn GSA à. Ruộng lúa hai bên rất là đẹp và đang trên đường đi Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Đây anh Hiền GS 1200 hai cái thùng đơn giản
Long Đòn có một chiếc rất đặc biệt, giá rẻ, chạy ngon, ai đi đâu tôi đi đó. Đó là chiếc Benelli. Benelli đời là tên gì Khiêm? TK à? TRK 500 phân khối, 3 thùng. Các bạn nào mới chơi thì có thể mua chiếc này giá rẻ dưới 150 triệu xe mới luôn. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. À, bye bye anh Hùng, bye bye anh Hùng. Bye anh Hùng Nhật Trang. Qua luôn đi, qua luôn đi. Qua hết chưa? Rồi, bóp bò, bóp bò. Đẹp trai quá Phúc ơi. Phúc này vui quá. Rồi, Lê Hiếu, Cam Ranh, S1R. S1R mà bò lên trường Sơn Đông thì không bị căng rồi nha. Đuối hàng rồi nha. Trường Sơn Đông, trường Sơn Tây, không dành cho những chiếc xe thể thao. Đường đẹp, chỉ dành cho adventure. Thôi kệ, cứ ráng đâu chạy được như chạy. Chạy hết nổi là cho lên bán tải. Rồi, S1000R Lê Hiếu Cam Ranh, Cam Lâm. Đó, fan của anh Vũ Cali nè. Đó. Rồi, dẫn đoàn tiệp bóng. Tiệc bóng hôm nay chạy cọp trắng à, ai cần đánh bóng xe với lại transporter vận chuyển rồi đó này kia là cứu hộ rồi này kia chỉ xe rồi là liên lạc với tiệc bóng à. Tiệc bóng chứ không phải là Vũ Khắc Tiệp nha. Vũ Khắc Tiệp không có đi xe mô tô đâu. Vũ Khắc Tiệp đi khách sạn resort 5 sao 6 sao không à. Còn tiệc này nó ngủ rừng ngủ bụi không à. Tối qua kêu vô ngủ phòng lạnh nó không chịu, nó kêu em ra em ngủ em coi cổng qua giấy ngắm trăng đó. Đây là tiệp bóng. Tiệp bóng hôm nay chạy Tiger 800 màu trắng, hôm qua là chạy V-Strom. À, V-Strom hôm nay nó cho lên bán tải rồi để chở lên trường Sơn Đông cho bạn Sơn Cam bạn chạy. Có một số anh em không có thời gian đi vì bận công việc cho nên là sẽ đi máy bay lên đây nè. Chào khán giả đó, Tiger trắng nha, cọp mà cọp trắng nha đó, đeo cái túi coi chừng nó bay 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 ra kìa, rớt bây giờ túi túi hông cái túi sau á, túi bên hông á đó, gài nút lại. Chậm một nhịp lại cho mọi người sau theo một cái tiệm ơi. Chậm một chút xíu thôi cho nên lên nguyên đoàn luôn. Nhìn kiếm cứu hộ á. Rồi ok, Hiếu lên Hiếu ơi. Lên. Trường Sơn Đông, trường Sơn Tây. Bên nắng gắt, bên mưa quay à. Em giang tay, em xòe tay. Rồi, vẫn tiếp tục trên quốc lộ 1A. Gần tới để coi đoạn này là tới đâu rồi ta. Đèo gần tới đèo Rù Rì rồi. Rồi, nãy giờ đi từ Cam Lâm à, thị trấn Cam Đức, thẳng quốc lộ 1A đi về hướng Phú Yên. Thì còn chút xíu nữa là tới đèo Rù Rì ha. Trước mặt là bắt đầu chuẩn bị vô đèo Rù Rì. Rẽ trái. Đây đèo Rù Rì đây. Hai cây số Rù Rì. Rất nhiều xe tải Bắc Nam chạy tuyến đường này.
quá đẹp luôn, quốc lộ 1 các bạn, tuyệt vời, đường thoang thoang. Mai mốt mà có cao tốc Bắc Nam xong nữa là tuyệt vời hơn nữa. Ra khỏi cái đèo Rù Rì này sẽ tới đèo Rõ Tưởng. Đó, đây là khu vực đèo Rõ Tưởng, dài 1.5 cây số các bạn, rất là đẹp. Đây một nữ chạy Everest cũng tốc độ cũng khá cao ha. Đó, các bạn thấy con gái mà chạy Everest mà chạy cỡ 90 cái số giờ không, bản số 79 à, hơn 90 luôn đó, rất là mạnh mẽ ha, tóc gió bay bay. Đèo Rõ Tượng, qua khỏi đèo Rõ Tượng là chuẩn bị tới khu vực của Ninh Hòa hả? Ninh Hòa Phong Hiếu à, tính Ninh Hòa, đó là ngoài cái Nha Trang Khánh Hòa rồi sẽ tới Ninh Hòa, vẫn là quốc lộ 1. Mấy khu này thì nuôi tôm, một bên là núi, một bên là biển, mà cũng phải biển ở đây, khu vực này là đầm ở dạng nước mặn á, một là nuôi tôm, hai là làm ruộng muối, à, cái hai cái nghề đó ở khu vực Ninh Hòa, nuôi tôm và làm muối. Còn dọc quốc lộ 1 thì đa số là kinh doanh cơm, quán ăn cho xe tải, hoặc là trạm xăng, hoặc là những cái dịch vụ dọc đường dành cho xe khách, xe tải thôi. Đó, hai bên là đìa tôm. Rồi qua trong luôn, then hiền luôn. Rồi trạm thu phí trước luôn, trạm thu phí Ninh Lộc. Cẩn thận mấy cái thùng. Trạm thu phí Ninh Lộc. Lát nó lên trên Gia Lai là nó mát à. À, ba cây nữa là rẽ trái nha, 3 cây số nữa là rẽ trái. Bò sữa 1250 nhìn rất là hoành tráng, 3 cái thùng, quá đẹp luôn cho những cung đường quốc lộ 1. Xe tải trong lề. Rồi chuẩn bị rẽ trái nha. Rồi lên chút này rẽ trái. 500m nữa rẽ trái. Rồi chuẩn bị rẽ trái, đèn xanh đèn đỏ nha. Ok, Đắk Lắk. À, đi thẳng là đi sẽ đi Hà Nội. Ở đây là quốc lộ 1. Quốc lộ 1, ngã ba trong quốc lộ 1, thị xã Ninh Hòa. Đó. Rồi. Tới đây thì sẽ có một cái đèn xanh đèn đỏ và đi thẳng thì đi Hà Nội, đi trái là đi Đắk Lắk. Rẽ trái. Rồi, wow. Rồi quẹo, tiệp qua đó đứng chờ tiệp. Rồi anh em cứ quẹo từ từ, đứng đây chờ không sao đâu. Rồi cứ chậm chậm đây, rồi đạt. Hiếu lên Hiếu. Tiếp tục một trạm thu phí nữa, đường lên Đắk Lắk. Nhóm uống nước. Đường này là đi lên đèo Phượng Hoàng đúng không Hiếu?
Rồi. Ở đây chân lên đẹp Phương Hòa, chỗ nào đẹp nhất là dừng mà bay like cam nha Hiếu. Đắk Lắk thẳng tiến. Lần đầu tiên mình đi đường này, đường lên Đắk Lắk thênh thang rất là đẹp, hai bên xanh rì luôn, những cung đường Việt Nam. Wow, tuyệt vời. Đứng trên một con GS chạy những cung đường phải nói là xuất sắc luôn. Đứng lên gió nó tạt cho người rất là mát, rất đã. Đường thênh thang. Đây, chiếc xe của Discovery. Hãng truyền hình Discovery danh tiếng. Rồi, chắc chậm lại chút chờ nhóm sau lên tìm ơi. Anh Phúc bị rớt rồi sau rồi. Lên Phúc ơi. Hello các bạn. Đèo Phượng Hoàng dài 10 cây số các bạn. Từ ở ngoài Ninh Hòa đi lên Đắk Lắk. Thì đi qua cái đèo Phượng Hoàng này, 10 cây số rất là đẹp. Trăm hai mươi lăm cây số nó tới Buôn Ma Thuột, đường rất đẹp. Các bạn thích bo cua thì lên đây, nó cũng kiểu kiểu giống như Đà Lạt vậy đó. Lên trên này hy vọng thời tiết sẽ mát. Núi thôi, núi rừng Tây Nguyên. Đèo bo cua liên tục. Đây là những cung đường mà các bạn nên đi. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Nhìn cái cảnh màu xanh là thấy thích rồi. Cua rất là gắt ha. Những cái cua đây gọi là cua cùi chỏ không. Đã không Phúc ơi? Đã không? Đã không? Phúc bơ ba cua thấy sao? Rồi cứ la ra thôi, enjoy thôi đúng không? Quá đẹp luôn. Đèo Phượng Hoàng Triumph bơ bơ. Rồi ba cua đi, đánh lái ngược gì đó đánh đi. Ỉn mông, ỉn đít, lắc eo, lắc gì đó đót đi. Đẹp quá. Rồi đẹp nè. Đang quay, đang quay. Anh em cứ chạy thoải mái. Đẹp quá. Trời ơi, đèo Phượng Hoàng GS 1200 bò sữa với Triumph Bopper. Wow, nó đẹp. Cảnh tuyệt vời, những cung đường, những góc cua hết sức là lãng mạn, hết sức là sắc sảo luôn, đẹp tuyệt vời luôn, mượt mà luôn. Rừng xanh hai bên. Đó, 1200 bò sữa với là bắp bơ. Rồi tăng tốc lên chút đây, bò cua phải tăng chút, mạo hiểm chút xíu nó mới đã. Bắt đầu ngày đầu tiên của hành trình đi hai cung đường nổi tiếng và ước mơ, Trường Sơn Đông nối Trường Sơn Tây. Ở Việt Nam có hai cái cung đường mà tất cả những biker, tất cả những giới gọi là thích xê dịch đều muốn được chinh phục trong cuộc đời. Đó là thứ nhất là miền Trung, núi rừng miền Trung, thì phải kể đến là Trường Sơn Đông nối Trường Sơn Tây, tức là cái tour mình đang đi đây đó. Và cái thứ hai mình cũng rất mơ ước và mình sẽ ráng thực hiện sớm trong năm nay hoặc là trễ nhất là năm sau, đó là Tây Bắc.
Tây Bắc nếu ai mà đi được hết tất cả các cái gọi là tứ đại đèo với lại lên trên thác Bản Dốc luôn, hết cái Tây Bắc thì đó là một điều tuyệt vời. Và đặc biệt là tour tháng 9, mùa lúa chín rất đẹp, những cái ruộng bậc thang, những cái Hà Giang, những cái cảnh này là đa số tụi du lịch nước ngoài, tụi Tây nó rất là thích. Cua đó là cua gắt luôn á, cua tay áo luôn á. Và ba cái cua này cua số 2 thôi. Quá đẹp rồi, dễ vô. Tắp vô, flycam. Rồi. Từ. Cách uống nước của biker và đặc biệt là BMW các bạn. Vừa chạy vừa uống. À, đã. Vừa chạy xe, vừa móc ống ra hút lòn vô trong cái nóng bảo hiểm. Nước để trong cái túi này. Có đau lưng gì không? Không cần. Rồi ok. Rồi chạy trước đi. Đi trước. À, chặn dừng chân gì đây? Chỗ gì Hiếu? Marrakech. Đó, Marrakech. Trên đường đi lên sân bay gì đó quên rồi. Hành trình từ Sơn Đông trên sân Tây. Nhiều địa điểm rất là lạ cho nên không nhớ được cái tên của cái chặng. Hy vọng là sẽ chụp lại hình ảnh rồi ghi chú lại mới nhớ được. Đúng không anh Phúc? Đúng không? Không thể nhớ được mấy cái tên lạ quá chưa bây giờ đi qua. Rồi tới ngã tư về trái nha. Ngã tư đèn xanh đổ về trái này. Trái 20 giây rồi quẹo đi. Rồi rất đẹp. Hành trình dành cho những chiếc xe adventure. Đó, xe đông chúng ta đám cưới. Quá đẹp. Đường này gọi là đường bê tông mà. Wow, đẹp quá. Tuyệt vời, quá đẹp. Bơ. Đẹp quá bơ bơ. Nghe anh Phúc đang quay phim. 400m rẽ trái nha Hiếu ơi. Ngay ngã ba trước rẽ trái. Rồi đúng rồi. Tuyệt vời. Địa điểm đầu tiên trong hành trình Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Địa điểm đầu tiên trong hành trình Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây.
đã, quá đã, quá đã. Đẹp quá. Giờ mình đậu sao ta? Đậu ra ha. Hả? Đậu đâu ra ta? Kìa quán cơm bên kia đường kìa, cơm gà sườn kìa, tiệm ăn á. Rồi qua đây, công việc nè. Đó, công việc nha, vô, bên trái. Sau khi ăn cơm ở thị trấn gì? Marac hả? Đọc là Marac đó. Marac. Rồi sau khi ăn trưa ở Marac giờ bắt đầu tiếp tục chạy về Azumba, Pleiku, thị trấn Azumba ở Gia Lai. Tới ngã tư là quẹo phải cho tiệp. Rồi ngã tư là quẹo phải. Rồi ngã tư trước mặt nha. Ngã tư trước mặt về phải. Rồi đường đẹp giống hồi nãy, đường bê tông. Từ thị trấn Emrak chạy lên Azumba khoảng chừng 2 tiếng. Khoảng chừng 118 cây số đi cái đường bê tông, nhưng mà đường rất là đẹp, đường bê tông khá đẹp luôn, và hai bên là nhà dân rất là thưa thớt, lễ bắc đó, cảnh rất là đẹp. Cảnh này rất phù hợp cho những chiếc adventure, nhưng mà có một chiếc classic vô cũng rất là hợp luôn, chiếc bopper. Đó, Marac, Lệ Bắc. Đây là những cái tuyến đường ven miền núi ở miền Trung, dọc dọc triền núi. Đa số mọi người cứ biết là quốc lộ 1 thôi, nhưng mà dọc dọc núi thì sẽ có những cái tuyến đường như vậy. Ngày đầu tiên, Trường Sơn Đông nối Trường Sơn Tây, từ Cam Lâm đi Azumba. Cảnh này mới đáng để thưởng thức đúng không anh lực sĩ? Cảnh này mới dành cho GS, mới dành cho những cái túi hút nước rồi này nọ. Đúng rồi, nhìn cái bảng rẽ trái, Lệ Bắc á, đi Lệ Bắc á. À, nghe giống như đi bên tàu quá, giống bên Trung Hoa quá, đi Lệ Bắc đó. Ngay cái ngã ba chữ Y này đi thẳng là Phú Yên, và đi rẽ trái là Lệ Bắc. Rồi mình chỉ theo Lệ Bắc thôi chứ mình không biết đi đâu hết nha. Lát nó lạc ra đâu không biết á. Ăn cơm xong mà sung quá, chắc chạy tới nơi luôn chứ. Thấy đoàn sung quá sung mà.
quá đẹp luôn, trời ơi cái cảnh nó đẹp, wow, khung cảnh tuyệt vời, những làng quê miền Trung rất ít người đi lên đây, rất ít khách du lịch lên đây, miền núi dọc cái miền Trung của Việt Nam, còn mình là cứ quốc lộ 1 mình đi mết, quen quá quen rồi, bây giờ lên núi đi, rừng núi bao la trùng trùng điệp điệp luôn. 1250 GSA lực sĩ đây, Bopper all black luôn, quần nón áo đen hết, giày đen luôn, xe đen luôn, một người đàn ông gọi là all black Bopper, quá đẹp, gọi là black man. Sao Khiêm, cảm giác sao Khiêm, khác miền Tây không Khiêm, cảm giác sao, khác miền Tây không, hay hơn đẹp hơn đúng không, miền núi cảnh hùng vĩ hơn, thấy không, nhìn đây có thua gì châu Âu không đúng không, đứng dậy đi anh Hiền ơi, đứng dậy ngắm cảnh Hiền ơi, đó trời ơi đứng dậy thấy khác liền à, thấy cảnh nó đẹp hơn hẳn luôn. Wow, quá đẹp, quá phê, đường không một bóng người luôn, rất lâu mới có một chiếc xe. Cầu Lễ Bắc, chuẩn bị qua cầu Lễ Bắc đó. Lang thang lết hết bằng những chiếc mô tô, đẹp quá đẹp quá, đường bê tông nhưng mà nó làm chạy êm quá êm ha, nó mình không thấy cái đường làng luôn ha, là sẽ không tông xe luôn ha, đường này kinh điển nè, đúng đúng đường quốc phòng á, không có dính dáng thì quốc lộ 1 á, không có dân đúng không, hay trời núi rừng trùng trùng điệp điệp luôn, núi rừng trùng trùng điệp điệp luôn, ra nó đẹp quá, quá đẹp luôn, quá đẹp mấy anh ơi, lần đầu tiên đi lên đây đẹp như mơ. Wow, ngắm cảnh đi, hai bên núi rừng trùng trùng điệp điệp, hay gọi là Tây Bắc của miền Trung đây. Wow, đẹp ơi là đẹp luôn, hết đường bê tông rồi tới đường nhựa là nó hư liền phải không, đường nhựa là nó vá liên tục liền phải không. Wow, trời ơi nó đẹp. Wow, châu Âu của Việt Nam, châu Âu của Việt Nam, cầu Esmay. Wow, tuyệt vời, nói chung chỗ nào cũng đẹp hết á, chụp với quay mà chỗ nào cũng đẹp á, chụp miết à, chụp hết máy luôn, hết pin luôn. Quốc lộ 29 đó, mình đang đi trên quốc lộ 29 đi lên thị trấn Azumba. Sao Phúc ngồi các em, Phúc hơi hơi phải không, phuộc á, cái phuộc nó đúng rồi, đường này ngày mai mốt là còn căng nữa,
khác trong cô. Một cái hồ mênh mông dọc đường đi, không biết cái hồ tên gì luôn. Quá đẹp các bạn ơi. Dọc đường đi từ dưới Em Lắc lên trên Azumba. Đẹp như châu Âu luôn. Cảnh đẹp như châu Âu luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Một cái hồ rất đẹp mà không biết hồ tên gì luôn. Một con đường rất đẹp. Hồ một bên là rừng. Quá đẹp luôn. Đoàn ngừng lại ngắm cảnh, uống nước và hút thuốc nghỉ ngơi. Lực sĩ quay mặt đó, lực sĩ 1250 HP. Đó. Cảnh tuyệt vời. Đẹp như là châu Âu. Đây là bóng. Đây là hiếu trong lâm. Lâm lâm chú qua chú lên rồi. Hả? Từ từ. Hả? Trái chứ phải là Phú Yên rồi, trái. Có bản đường á. Từ từ để coi bản đồ lại. Đúng rồi. Rồi đây. Rồi đúng rồi. Chạy. Chờ phút hả? Chậm chút xíu chờ phút Khiêm ơi. À Tiệp ơi, chậm chờ phút chút. Rồi đúng đường rồi đó. Rồi chạy ngắm cảnh đi. Ngắm cảnh đi, tốc độ chậm chút thôi. Những cảnh làng quê ở miền núi. Nhẹ nhàng thanh bình, xanh y như châu Âu. Đây hai chiếc xe đại diện cho hai cái style khác nhau. Đó, một chiếc là GSA chuyên off-road, chuyên đi đường xấu và chuyên đi những hành trình giống như đang chạy. Và một chiếc bobber chuyên cà phê cổ điển, nhưng cũng lao vào cái đường này chạy tăng luôn. Đó, dẫn cái đuôi lên cà tưng luôn. Đó, bobber mà đi hết cái Trường Sơn Đông là được ghi vô sách lịch sử Việt Nam. Ai cầm bobber là hỏi đi Trường Sơn Đông chưa? Đó, bobber đứng luôn vẫy đuôi luôn không? Đó, bobber vẫy đuôi nè, đó. Wow. Bobber đi off road luôn bà con ơi. Lần đầu tiên trong đời luôn thấy bobber off road luôn. Trời, cái đuôi nó vẫy à. Cái đuôi nó vẫy rồi, thấy thương không? Gần rồi chứ chưa đẹp. Trời, cái đuôi nó vẫy mắc cười lắm. Cái đuôi bobber nó tưng cà tưng, nó vẫy. Đó, GSA nè, đó. GSA chạy qua nhẹ nhàng. Trong khi đó bobber nó dảnh cái đuôi nó lắc cà tưng. Tội nghiệp Phúc quá mà thôi kệ. Chạy sau ơi. 6 chạy chậm lại cho anh Phúc chút đẹp. Để anh Phúc buồn. Vô rừng đi, vô đừng có vô quán, vô rừng đi. Vô rừng ngồi. Vô rừng uống nước suối cũng được.
kiếm cái khúc cua nào á, kiếm khúc cua nào đẹp á em. Ừ, hỏi thằng bắn mít này nó có bắn mít không, có cái mít nào chín không, chặn lại, chặn bắn mít lại để lên kiếm nha. Để kiếm khúc cua nào đẹp đẹp á. Chỗ này được không? Chỗ rồi, đây ghé vô. Tấp vô. Cái đoạn cua này đẹp lắm nè. Chọn cái xe mít lại. Chỗ này chụp đẹp phát sảy luôn nè. Chọn cái xe mít lại, chờ xe mít lên chọn lại mua mít ăn. Ở đó cái trái này mới chín không? Mít. Cá trái này chín không? Ok, good. Wow, một cái mít chín. Rồi, lửa đây Phúc ơi. Trưởng ban hậu cần. Ăn luôn. Ăn ở đây. Không, nào hút là em không biết chị nó nói. Đây là đúc phường luôn, lát chụp cho tôi tắm nha. Ngon rồi ngon. Là sĩ. Thấy được không? Thấy cảnh là được không là sĩ? Rồi chụp cho anh. Mít ngon bà con ơi, mít chặn giữa đường. Trời ơi, ngon quá. Thơm quá thơm. Ăn miếng thử. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Bao ngon. Ngon. Rồi, cảm ơn mít. Dạ mít. Wow, mít vượt. Kinh điển luôn. Cuối một con đường có một góc cua. Cảm ơn anh bán mít đã đem tới cho đoàn chúng ta một quả mít ngon. Hấp dẫn quá ha. Lát nữa hốc rác đàng hoàng. Ở bển có xoài không em? Mình có bển có bán xoài không? Dạ bán ạ. Bán không? Đắt không? Lấy anh bạch đi, lấy anh bạch đi. Em lấy không em bán cho. À, có xoài chín không? Có xoài chín không? Còn anh, cái khu này là khu gì anh? Khu này khu gì? Khu này khu bảo tồn em, bảo tồn anh. À, bảo tồn anh, cái không, cái địa phương tên gì? Địa phương là ESO. ESO. Bảo tồn là xã ESO, huyện EK. À, xã ESO, huyện ESA. EK. Đắk Lắk hả anh? Đắk Lắk. À, được Đắk Lắk. EK. Từ đây lên Buôn Hồ là mấy chục cây đúng không? Từ đây tức là anh, nếu mà anh đi nó có hai con đường, một con đường nó cũng vào khoảng trên 40 cây. Mình cứ tính lại đi. À, anh Phúc trưởng ban hậu cần. À, tiệc bóng dẫn đoàn mà giờ không có cà phê uống khiển trách nha, đừng có gãy đầu nha. Điều khiển bán tải rồi gì đâu, chạy một phát một có tới khách sạn luôn, hơi chết à. Chuyên gia cà phê Kalim cũng nhận trách nhiệm không có cà phê chill chiều hôm nay. May là có trái mít gỡ gạt chạy ha. Được không? Bình thường. Ok. Good. Như lúc tan trường. Thử à. Lớp 4 mà sao giờ này không đi học? Nghỉ. Tại sao nghỉ? Thứ 7. Ồ, nay thứ 7 à.
Con thích mô tô không? Thích. Mặc áo 79 nữa. Thích mô tô không? Lên chú dở đi Azumba chơi. Đi. Lên Azumba chơi. Nhanh lên. Azumba. Sao? Anh 7 phút. 7 phút chạy Triumph Bopper rất là đẹp. Đây, lên giáp. Nẹt bô hả? Thích nẹt bô hả? Được không? Được không? Đây nha. Nói đi tour sướng nào rồi anh em thấy không? Trời ơi cực khổ lắm nè, đó thấy không? Cây nó ngã ở đây luôn à. Cây nó ngã ở kiến rồi. Đó. Đó. Ôi trời ơi, khổ ghê không? Đó trời ơi, trời tắm mưa luôn. Đó. Đó, khổ lắm nè, giữa con đường dưới này là không có bóng người luôn. Trời ơi. Trời. Đây là mặt thằng Tiệp Bóng. Khổ lắm chứ không có chúa. Mặt Tiệp Bóng, cột cột cột. Coi nè, cuốn chân, dài dép. Rồi, đang ngủ ấm đây thôi, biểu lên lên chi tụi. Khổ. Khổ. Chị Vũ. Hai Vũ. Đó, chủ. Chủ mặt. Chủ. Chủ mặt hai Vũ, chủ thôi. Chủ tịch Vũ. Sau khi ăn mít xong thì anh em đi một đoạn nữa các bạn, nhưng mà rất tiếc là bị lạc. Đi bị lạc cái nhánh, hết mất hết mấy chục cây số á. Đó, xong rồi bắt đầu tới dính mưa. Đó, dính mưa tầm tã luôn, xong rồi bắt đầu anh em tiếp tục chạy tìm ra được cái đường đi về khách sạn, và anh em tiếp tục chạy trong mưa và đường vắng tanh à. Rất là buồn luôn, buồn thiêu luôn. Công nông Chư Răng à, cách hợp tác xã cái lễ xăng dầu à, cách gì nãy nói gì 40 cây quên à, Azumba cây xăng này cách Azumba 40 cây số. Trời bắt đầu tối rồi, lên giáp chuẩn bị đi, 40 cây về khách sạn. Trời mưa tầm tã luôn, mưa tầm mưa tã luôn. Từ cái trạm xăng này thì anh em chạy về Azumba còn 40 cây các bạn. GoPro của mình nó bị mát mát rồi, nó mất tiếng luôn và cũng hết pin luôn. Cho nên đoạn này mình không có quay, nhờ Kalim quay giùm mình chút xíu. Trời bắt đầu tối luôn rồi, anh em về tới Azumba. Đêm ở Azumba, quán cà phê to hả? Green Coffee and Tea. Cái này một cái coffee nữa. Coffee. Thị xã Azumba. Hai quyện nhóm đi ăn cơm. Cơm tối. Cùng non hay sao á? Bí 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 bí. Bí. Bò. Bò xào với thịt bò. Đặc sản Azumba rồi, tiệm tiệm bóng ăn coi cảm giác như thế nào. Bóng không phải là bóng muốn xà bang mà nó là quýnh bóng xe đó, kiểu nó là sao cho cảm giác ngon quá. Bóng là đặc sản Azumba luôn không? Đã giới thiệu không lấy rồi. Con đây con học lớp mấy rồi. Wow, trứng chiên món mà ai cũng yêu thích. Mắm, cà pháo. Trời ơi. Tôm rồi. Tôm khó thiệt. Trời quá. Ăn với cơm rắn. Trời ơi, đã quá. Sao anh Bốc chạy một ngày rã rời.
chạy một ngày rẽ rời trên tay rồi ăn bữa cơm thấy sao rốc. Cơm thì lúc nào cũng ngon rồi. Dạ. Những mai không còn. Nay vậy đã lắm. Mai làm sao phải có cà phê chiêu dọc đường nha. Dạ dạ mai có. Mai nhờ chị đậu rồi. Không có. Mai vụ mà bỏ áo mưa trên xe bán tải đây nha. Không có vụ đó nha. Rồi mắm nêm. Mắm nêm này ăn với rau lan luộc. Ra món này được không nè? Đặc sản Azuba liên. Rồi xin mời cả nhà nhóm VMC và những người bạn ăn tối tại Azuba. Rồi một món canh khổ qua nấu với cá bầm, cá sạch thắt lát đúng không? Là sao? Đó là đúng như vậy. Nên là chủ đó, con bà chủ đó đứng giới thiệu review sao kìa okay, vâng kìa okay, vlog mai chiều quen đúng không. Rồi món canh khổ qua với cá thắt lát. Dạ ăn đi nha. Quán này là quán cơm Diệp Trang. Cơm Diệp Trang Lê Hồng Phong, thị xã Azumba, tỉnh Gia Lai. Tối ăn cơm về. Tự phục vụ cà phê.